Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bô Đi Dò. Bình Đông Viên Tào Lao chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Đây là địa chỉ Đình Tân Hương, Tân Hiệp và Long An giáp với nhau các bạn. Sân này có thể nói là khoảng mười mấy năm rồi, và các cầu thủ võ lâm vẫn hàng ngày chơi đây, già trẻ bé lớn vẫn chơi đây. Và đặc biệt có anh Tám. Anh Tám là người có thể nói là 62 tuổi, là người có thể là lớn nhất của cái sân này. Trước đây các cầu thủ này từng lên cầu tre gặp tem của Đại Lâm, hết vốn và hết vốn. Còn hiện tại trên sân là bên kia là Dư. Dư đang công số 4, một trong những cầu thủ đầu dò có thể nó hạng nặng nhất hiện tại bây giờ của Đình Tân Hương này. Và đứng trên là Nhật, con của anh Tám, truyền nhân của anh Tám, 62 tuổi, cũng rất tương lai. Anh em hàng ngày chơi với nhau, chiều nào cũng như chiều nay, 3 giờ. Đây là Đình Tân Hương, 5.000, nếu thua mỗi em 5.000, uống được một cốc nước ngọt, Revive. Ở đây thì bao hàng trà xanh, trà bắc, trà xanh hàng ngày. Để rồi em quay một vòng sân bóng cho các bạn xem nha. Sân bóng này xung quanh toàn là cỏ cây âm tầm đình. Còn các bạn chơi riết cỏ mọc trong sân không nổi luôn mà. Đây, cảnh quan rất đẹp. Còn bên kia là trường học, 3-4 tầng. Đây là Đình Tân Hương, giáp với dòng Long An và Tân Hiệp của Tiền Giang. Sân này theo Đại Lâm biết thì có khoảng gần 15 năm thì có nha các bạn, tầm cỡ đó, 15 năm. Và anh em vẫn chơi thể dục thể thao đều đều. Sức khỏe là chính. Ở sân này trước đây cũng từng có rất nhiều cao thủ như là Sang đầu dò của Bến Tre, Trầm BD, Đại Lâm, tem của Đại Lâm. Và nói chung là tất cả các tem đầu dò là cũng có về đây để giao lưu với anh em ở đây. Ở đây là chơi giống như cái lò của Nghệ An ngoài kia, đặt dưới đất phát nha các bạn. Thấy không? Các bạn thấy không? Đặt cho bóng phát rất tuyệt vời. Và giữ lại hai cái, ba cái giống như ngoài Nghệ An và Hà Tĩnh nha. Đặc biệt là ở đây chưa bao giờ đánh trái banh thăng long bao giờ hết. Chỉ có chế bóng da ép thôi, bóng động lực. Đây các bạn thấy không, một chạm qua lưới là thua nha. Trước mặt chúng ta là Đình Tân Hương, quá khó chịu. Các anh ở đây rất kỹ thuật. Không, mỗi lần phát bóng các bạn thấy không, u lên như cái gò mã. Đây, quá khó chịu. 15 giờ hàng ngày, ngày nào cũng như ngày nấy, 15 năm nay như thế các bạn à. Thể dục thể thao là chính. Rất quen không các bạn, những cú phát bóng rất khó chịu, quá khó chịu luôn các bạn à. Ở sân này theo Đại Lâm biết thì khoảng tầm 15 năm nay mọi người vẫn đều đều với nhau, khoảng tầm hơn 20 người vẫn chơi đều đều. Thị trấn Lai Vung, Đồng Tháp cũng như thế, cũng sân bê tông và các anh em cũng đặt dưới đất như thế này và chế bóng đá. Còn đây là chế bóng động lực hai da.
các bạn thấy không, rất khó chịu. Lưới hơi thấp hơn lưới bình thường của các sân khác như là Gò Sòi, Cầu Tre hoặc là các nơi khác. Các nơi khác là sân 2m43 lưới, còn đây là sân lưới thấp hơn các bạn. Bên kia là Thanh Dư và Nhật, hai cầu thủ trẻ hiện tại bây giờ đang nối dõi các anh lớn, các bố, các chú. Đây là lớp trẻ sau này. Còn hiện tại cái lứa của U Đại Lâm và lớn hơn Đại Lâm thì đã cũng còn một vài anh em chơi. Rất tuyệt vời. Và đâu, xung quanh toàn cây, rất mát. Còn đây là ông chủ sân, 6, gọi là 6-5 ngàn. Này là chè xanh 5 ngàn, nếu đội nào thua thì mỗi một người 5 ngàn. Đây là chủ sân. Mấy năm đầu tư, nay là vài chục tỷ, nắm vài chục tỷ. Quá ghê gớm. 5 ngàn một ngày, 5 ngàn một set. Bây giờ nắm trong tay là mười mấy tỷ. Đây, đây là các cầu thủ ngày xưa đụng độ với Đại Lâm. Vẫn còn đây. Vẫn còn dốc dác và hình bóng đây. Còn đây là lão tiền bối, là ba của Nhật trong sân. Đây là anh Tám. U62 rồi. Nhưng thật sự chân cẳng cũng còn rất tốt. Đây là anh Tám. Từng dẫn dắt các cầu thủ kia cùng với năm danh. Và ông Nam Danh hiện tại giờ mất tích đâu rồi. Bạn thấy không? Chùa Đình Mễu bên này rất cảnh quan, rất đẹp rồi. Còn đây là các ông anh tới đây để uống chè xanh, trà bắc, để xem các em, các anh xem bóng đá chơi vui. Các bạn thấy không? Cảnh quan rất đẹp. Hồi nãy Đại Lâm đứng bên kia phát quay, bây giờ Đại Lâm đứng bên đây quay lại các bạn cho thấy toàn cảnh cái sân. Sân Đình Tân Hương, Tân Hiệp giáp với Long An và Tiền Giang giáp với nhau. Đây là cái nôi đầu dò giữ lại hai chạm và ba chạm mới được qua lưới và đặt dưới đất phát. Đây các bạn thấy không, đặt cái đồ u đất lên rất nhìn rất hấp dẫn không. Thật sự quả banh động lực này rất khó chịu nha các bạn. Nó không có đầm như trái bóng Thăng Long. Và sân này đặc biệt các anh chơi là trái bóng nó hơi mềm mềm. Cho nên quen được chứ không quen vào đây là chất mệt ạ. Phạt rất khó chịu. Trời ơi. Quá khó chịu. Phát bóng quá khó chịu không các bạn? Hai
Hay. Mở tiếp tục. Một pha quá có cho chị Khai. Quá khó. Các bạn thấy không? À, các anh các cầu thủ ở đây đặt bóng dưới đất phát cho bóng đi rất khó chịu, lơ lửng bay ghê quá. Lại qua bóng. Một lần nữa Lâm xin chúc cho mọi người luôn sức khỏe bình an. Chúc cho câu lạc bộ Đình Tân Hưng vẫn giữ nguyên cái truyền thống này cho tới khi nào anh nào còn anh nào mất hãy báo cáo luôn nha. Quá khó chịu. Quá hay. Rồi chào tất cả mọi người nha. Sao đàn ca tài tử luôn. Ghê vậy. Như cái này sao sao cậu tre có mấy năm gì á đàn. Không biết em không nhớ đàn. Nhớ hình như mấy ông bà chơi đây cái rồi lên trả luôn cái đâu. Em lên cầu tre là 2008. 2008 hả? Dạ, cầu tre có trước 2006 rồi.